Trong lòng thảo nguyên mênh mông, nơi ánh bình minh vừa ló dạng, một loài động vật khổng lồ nhưng hiền lành đang bắt đầu ngày mới của mình. Hãy cùng chúng tôi khám phá cuộc sống của loài voi, những gã khổng lồ hiền lành của thiên nhiên. Voi là loài động vật có tính xã hội cao, chúng sống trong các đàn lớn và luôn bảo vệ lẫn nhau. Một đàn voi thường có một voi cái trưởng thành dẫn đầu, được gọi là voi đầu đàn. Với trí nhớ tuyệt vời và bản năng bảo vệ, voi đầu đàn luôn đảm bảo an toàn cho cả đàn. Trong khu rừng hoang dã, hai con voi được khổng lồ chuẩn bị cho một cuộc chiến không khoan nhượng. Tiếng gầm rú của chúng vang lên, báo hiệu một trận đấu khốc liệt sắp diễn ra. Chúng lao vào nhau, vòi quấn chặt, ngà đập mạnh vào nhau tạo nên những âm thanh đinh tai nhức óc. Bụi đất tung bay mù mịt khi chúng dậm mạnh xuống đất, làm rung chuyển cả khu rừng. Mỗi cú đẩy, mỗi cú đập đều tràn đầy sức mạnh và quyết tâm. Sau nhiều vòng đấu căng thẳng, cuối cùng, một con voi đực giành chiến thắng, đứng hiên ngang bên voi cái, khẳng định quyền lực và vị thế của mình trong bầy. Tình mẫu tử trong thế giới voi vô cùng đặc biệt. Voi mẹ luôn chăm sóc voi con từ khi chúng mới chào đời, bảo vệ và dạy dỗ chúng cách sinh tồn. Sự gắn kết giữa mẹ và con là một trong những tình cảm mạnh mẽ nhất trong tự nhiên. Voi là loài động vật có khả năng giao tiếp phong phú. Chúng sử dụng tiếng rống để liên lạc từ xa, các cử chỉ và tiếp xúc bằng vòi để truyền đạt thông điệp. Những hành vi này không chỉ thể hiện tình cảm mà còn giúp duy trì trật tự trong đàn. Mặc dù là những gã khổng lồ, nhưng voi cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trong môi trường sống. Biến đổi khí hậu, mất môi trường sống và săn bắt trộm là những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn tại của loài voi. Hành trình tìm kiếm nước và thức ăn ngày càng khó khăn, đòi hỏi sự kiên nhẫn và sức mạnh của chúng. Trong mùa khô khắc nghiệt, đàn voi lớn bắt đầu cuộc hành trình gian nan tìm đến nơi có nước. Với bước đi mạnh mẽ nhưng cẩn trọng, chúng di chuyển qua những dải đất khô cằn và nứt nẻ dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. Những con voi già dẫn đầu dùng trí nhớ và bản năng để tìm ra con đường xưa cũ dẫn đến nguồn nước. Cả đàn kiên nhẫn bước từng bước, vượt qua những thử thách từ những đồi cát cao đến những khu rừng rậm rạp. Cuối cùng, sau nhiều ngày đêm kiên trì, chúng tới được một hồ nước mát lành, nơi cả đàn cùng nhau giải tỏa cơn khát và hồi phục sức lực, tiếp tục cuộc sống giữa thiên nhiên hoang dã. Trong cơn khô hạn tột cùng của vùng đất hoang dã, nguồn nước trở thành báu vật quý giá mà mọi sinh vật đều khao khát. Tại một hồ nước nhỏ, đàn voi khổng lồ tiến đến, đôi mắt khát khao và cơ thể mệt mỏi sau hành trình dài. Nhưng chúng không phải là những kẻ duy nhất tìm đến nơi đây. Những đàn linh dương, ngựa vằn và cả bầy sư tử cũng đã tập trung, ánh mắt đầy cảnh giác và căng thẳng. Nhận thức được tầm quan trọng của voi trong hệ sinh thái,
nhiều tổ chức và cộng đồng đã nỗ lực không ngừng để bảo vệ và bảo tồn loài voi. Những nỗ lực này không chỉ giúp bảo vệ voi, mà còn góp phần giữ gìn sự đa dạng sinh học của trái đất. Voi, những gã khổng lồ hiền lành, là biểu tượng của sự mạnh mẽ giữa thiên nhiên hùng vĩ. Chúng ta hãy bảo vệ chúng, để những hành trình của chúng không bao giờ kết thúc, và để thế hệ mai sau còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của loài động vật này.